Ngày 20 tháng 11, lực lượng công binh tỉnh Quảng Trị đã sơ tán gần 100 hộ dân tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào thuộc thôn Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ra vùng an toàn để tiến hành xử lý một quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định là bom MK-82, nặng 227 kg, dài 1,54 m và có đường kính 27 cm. Quả bom có ngòi nổ M906, loại ngòi nổ hẹn giờ cơ học, chống tháo gỡ, nên buộc phải xử lý tại chỗ, không được di chuyển ra khỏi hiện trường. Với phương án cưa cắt tách phần ngòi nổ ra khỏi quả bom bằng máy cắt điều khiển từ xa, sau đó tiến hành hủy nổ tại chỗ phần ngòi nổ. Sau hơn 1 giờ đồng hồ triển khai, lực lượng chức năng đã xử lý thành công quả bom, đảm bảo an toàn.